Hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Nay vừa đi làm đêm về, hẹn ông anh ra bắt ít cỏ, đấy, vừa về đến nhà đây. Đấy cỏ này, em vừa đi làm về quần áo chưa kịp thay, giờ chuẩn bị vừa về đổ nước cho mấy em cỏ này ở nhà phải lắng. Nay trời lắng, đổ cho ít nước để cho ăn. Rồi bây giờ em mới chuẩn bị đi giờ đi bắt, Mang túi đi để bắt bắt thêm cò về để nuôi anh em ạ. mời anh em cùng đi theo em nhá. Hello, chào tất cả anh em nhá. Đây em vừa ra đến nơi đây. Hai anh em đi ra đây là nhà Nguyễn Ánh này, Yên Nhân, Yên Mô, Linh Bình này. Đây. Đàn cò này, cũng mấy chục con. Đấy. Em nhiều lắm, anh chắc anh vào Facebook thì anh biết em bán quà rồi. Em bán thì các tỉnh thì nó thì Nguyễn Anh đấy. Ngồi ngoài đây chơi đi. Cá chào màu xích què. Mang ra đây ngồi cho mát anh này. Đây vừa xuống đang dậy cái này bay này. Thuốc nào lúc cày đâu bắn bi nào. Xuống đây rồi nhìn thấy rồi. Để quay kỹ cho anh em chiêm ngưỡng chơi nha. Để đếm xem được bao nhiêu con nào. Toàn má cháy nha. 1 này. 2 cá vạc. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 bên ngoài kia ba con nữa. Lôi con ngoài đi điện không tên lắng chết bà. Đây. Cá gà trọi. Anh em mua cò mồi. Anh em mua cò mồi cứ liên hệ nha. Đây, vừa đi lắng quá anh em ạ. Đấy, cò này cả cò trắng lên vạc bay. Rồi. Con đang phù đầu ngay con đấy, con đấy là con này là nó con này là đây, Nguyễn Ánh hiện Yên Mô nha. Gọi là các ông bắt cái nào bắt thì thấy hết. Không à, cứ thoải mái mà, nhận nhau đánh. Bay bổng nhỉ. Bay bổng mà. Con này cao chân. Căng chân rất là luôn. Có người lạ đấy. Cứ ngồi bình tĩnh. Con này cũng nông an mà. Con đấy giờ bán mấy anh? Dạ anh bảo là 5 lít nhỉ. 5 gram à? Cứ chú bắt thì cai chú bắt thôi chứ cần tôi có con nào tôi nhận đậy được. Con này 5 lít này, bay cực bổng, cao nhỉ. Bay bổng mà, con này nó tôi chọn quá con nào bay bóng hết mà nó khôn khôn đầu cơ, cái dòng này nó khôn đầu lắm nên phải nếu dùng cái loại quà này năm mới là phải mình phải đánh dè chứ đừng có xô bồ đẳng cấp đấy. Nó là hỏng hết đây nhìn đang là một chỗ cắm toàn bị cục và xe đánh là tận vậy vì nhà đây nó trẻ nó đông quan đằng nào tập quan ô con kia nó bay kìa. Nó lên.
khoan cho cái lỗ ở đấy xong rồi đóng cái thắt xuống. Tấn thì ấn thôi. Ờ ok. Khoan gấp gạch cái này. Quá hay. Đóng cái thắt xuống. Này tôi nói cái dạy mấy hôm bay được rồi. Hay quá anh em ạ. Công nhận dàn cò đẹp đấy. Có đấy nặng cò hơn con kia. Nó mới, cò mới nó vậy mà. Con này nó nặng hơn. Con này nặng hơn. Bay bổng hết. Không bao giờ có thể bay chỉ nặng hơn. Nhìn cách nó lên đế là cứ. Kể cả cò mới hay cò cũ. Anh ơi, những cái con nào mà chưa tập ấy là nó khác. Tập nó phải hành nên bắt đầu là xem chỉ nó rắn chắc nó mới khỏe. Nên vậy bọn em chỉ ngay từ đầu ấy. Cái loại này em nghịch được khoảng 1-2 hôm mình bay bầm đầm. Cái này nó ngoan lắm đấy. Lẽ nó không đến hôm nữa bay hết. Anh biết là con này em vượt mấy ngày lên khoảng tuần sau ra đây cơ mà con nào bay hết. Khẳng định một câu luôn. Bằng này qua. Khẳng định một câu là bay đấy. Đây anh Nguyễn Ánh này. Riêng cò này dạy... Chào bà con cái xem nào. Chào bà con nhá. Nói thẳng ra là cái loại này ông công đang nhìn này hàng toàn hàng to đẹp múc chuối hết. Đấy, dàn cò. Cánh toàn cái loại cánh to. Nói chung dạy bay cái này dễ biển dễ mà nó đang đứng nó bắt cá là dễ. Thì còn các anh đừng cứ tham đi bắt cò ao. Cò ao là không dạy đâu. Đến gần. Con là con đấy kêu hay, con sát tưởng. Con này kêu hay nhất này, con đứng đầu tiên như thế này. Con đấy là đại ca nhất đấy, bà cụ có mấy năm đấy, còn kia là bà mới dậy lên đi. Dậy nó ba vừa rồi lên đi. Bà đây ngoan lắm ai, ông lên đầu đánh kêu mà. Hai phết nhỉ. Kêu ác không? Bà đuôi gì, ra lèo nó kêu kinh nữa. Cái này cho lên lỗ nó kêu ác này. Ừ, nó giữ lỗ nó kêu kinh lắm. Bắt cò nha anh em nhá. Được cò này. Bắt được cò rồi nha. Bắt 8 con. Cái này ấn nút quay vô đây. Quay rồi. Đấy. Đang buộc cò bị to vào túi rồi. Đấy. Ông chủ đang bắt cò để mang vào để buộc rồi. Có loại cánh này. Đấy. Chụp cái đại không? Cánh nó trắng. Cánh này. Trắng thịt lắm. Đấy mà các bác là bắt thì bắt cái loại nào? Trông cái này to à? Này nó ăn khỏe lắm. Con này đang vào thịt này. Úi. Cày đâu? Đó à, trong pin đầu. Pin đầu. Thôi vậy thì để con ấy cái bắt cái vùng để anh hóa con đấy đi. Anh lấy con đấy nhá. Ừ, lấy con chân xanh. Xong là bắt con ngoài đây chứ. Để con anh hóa đây thích để cho anh. Để cho anh con đấy. Em bắt không anh đi lại hết người. Chẳng bắt con này. Con này đẹp mà. Mẹ con này cũng bắt nói thẳng chơi quá. Con này không chơi thì có chơi nào. Chân nó tuồm nó đẹp nó đấy nó mới hơn thuần lắm cơ con này nó thuần trước hơn, thì gần mới hơn nữa còn rát hơn con kia là nào, anh để ý anh. Con kia anh để ý thấy nó đánh được con khác nó như kiểu đại ca là cái đánh nhau ấy vậy một đời đánh nhau bạn ấy nó đại ca hơn to không biết nhưng mà chỉ biết rồi thấy nó buộc con những con khác đến gần này. Bay đến gần con này đẹp con này to đẹp to như cái trùng con này to đấy con này to mẹ nó nói tập ra đánh mấy cái thằng nó mua 1-2 con nó cứ bỏ xanh bán đắt lại bỏ đi mẹ mày quả đứng đế mà chúng mày như thế nuôi được con quả đứng đế như vậy đâu phải đơn giản mà đây nha anh em anh Nguyễn Ánh này này bắt nhiều anh để rẻ cho 140 một con đấy nhá. Đấy là có anh đây đang mua thực tế rồi này. Rồi, đấy. À, quấn chân là 140 một con.
Lúc đứng trên đế vậy mà lúc xuống con nào cũng giống con nào, không biết con nào với con nào. Con nào cũng giống con nào. Cứ trắng tuốt như vậy. Kẻ lúc làm cái này ngon nhỉ. Em sản xuất đi đâu mà. Đấy, mua ít cái này mà không là ấy, mỗi cái là chuyển xa quá thì nó ấy thôi. Má là mình cứ đi quay đi đóng lồng đi quá thất. Không cứ bỏ vào vầy thì nó không bị hỏng cánh. Đúng rồi, nó không dãy được. Quấn ít thôi, quấn nhiều về lại mất công tháo lầu. Này về lại phải đóng sàn rồi. Không đóng sàn không ấy được. Cuối tuần này nó thứ bảy nó đi làm, nó nghỉ đi đủ đi đâu á, nó quà nó đánh vỉ mà. Cò trắng đây. Cò đánh vỉ thì mình kêu. Quay xa ra qua nhìn cả mặt cho anh em chiêm ngưỡng tí hiệp. Cả anh Ngọc Ánh. Hiệp. Cảm ơn anh. Qua không biết là có bác nào. Anh ra vốn cho để xem là nó có hẻo tay không đối về tập. Về tập xem là nó thế nào. Trong đồng về mùa cỏ đã anh sẵn lắm. Mùa này thì không có không ạ? Không, mùa này không có. Và trong yên đồng nó đây thì nó vướng núi. Cái giống cỏ mã này nó đi theo cái lối không có đúng Nga Sơn gì đâu. Anh cứ nói này nha. Anh cứ nghe em nha. Anh về cứ để đúng cho anh. Đẩy cá, ăn thật nhiều cá nha. Ngày có thể. Cho nó theo thêm cá nè. Dạ vâng. Ông dắt rồi sao? Ngày có thể. Bắt cò là có túi chuyên dụng. Đấy. Chào tất cả anh em nhá. Đấy. Chào đi. 2, 4, 6, 8, 9 con. Đấy. Bắt 9 con. Không có con nữa, bắt cho 10 con mà đây có 9 con. Để tí ra xem nốt cái kia. Đấy. Rồi, đây cảm ơn anh Nguyễn Ánh nhá. Đây. Để ta nhường lại cho em dàn cò để về tập chào, bay. Chào ông. Đấy. Em với ông anh là giao ủng hộ được 9 con. Đấy anh em chốt là để cho 140.000 con, còn đế mổ cá rồi. Đấy. Đẹp. Đấy, các bác nào sang năm ủng hộ thì cứ alo cho em nhá. Đấy là thực tế đấy anh em. Đấy, là thực tế anh, các anh đến nhìn quà và kết nhá. Anh Nguyễn Ánh là cũng uy tín đấy. 140 một con. Có chất lượng đấy, đẹp đấy. Có biết mổ cá nhá. Rất đẹp luôn. Toàn đẹp hết, không phải hàng con nào xấu. Các bác đến phải có túi chuyên dụng để chuyển cò. Hiệp Lê sản xuất túi bóng này. Anh đấy. Em có mua về đựng cò không? Đẹp đấy. Thôi, vậy thôi. Ok. Đấy.